Bố Bích xin chào mọi người. Đã gắn bó với California Fitness cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà sự kiện lần này Một Đời Sống Khỏe thực sự là một sự kiện mà Bích rất là trông đợi, và Bích cảm thấy wow, chắc là sự kiện hoành tráng nhất từ đó đến giờ của California. Đối với Nhất là một vận động viên thì bên cạnh cái việc mà ngày nào mình cũng tập luyện, Nhất cũng muốn truyền cảm hứng cho mọi người rằng không phải là để rèn luyện võ thuật để trở thành một võ sĩ, mà chúng ta có thể sử dụng võ thuật giống như một môn thể dục thể thao hàng ngày. Và chương trình Một Đời Sống Khỏe của Cali Fitness and Yoga thì Nhất nghĩ là đây chính là một cái động lực cho tất cả mọi người hãy chọn một môn thể dục thể thao nào đó và rèn luyện nó mỗi ngày. Đối với mình, một vận động viên võ thuật, mình cảm thấy chiến dịch của Một Đời Sống Khỏe thực sự rất là quan trọng. Mọi người thường lo cho công việc và quên đi sức khỏe của bản thân. Mọi người nên dành ra một chút thời gian để tập và thể thao, bất kể là môn gì cũng được, để có thể được sức khỏe. Từ cái chương trình California Fitness Festival thì nó có rất là nhiều hạng mục trong đó, và một cái hạng mục mà Nhất cũng sẽ tham gia đó là thi đấu võ thuật. Và bên cạnh đó thì mỗi người mình sẽ chọn lựa một cái môn thể dục thể thao yêu thích của mình và sẽ rèn luyện nó để có một đời sống khỏe.